Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nguyện kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lam vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lai xuống an nuôi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin Thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin Thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô con Chúa là vị linh mục thương phong đời đời và vì yêu quý người mà thương xót gìn giữ các linh mục của Chúa. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhìn đến các linh mục bởi các ngài cũng chỉ là thu tao đầy yêu đuối thâm hèn. Xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài hồng ân đa lãnh nhận trong ngày chiêu chức thánh. Xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa để kẻ thù không lân an được, và cũng để các ngài biết bao vệ toàn vẹn sự trong sáng của chứng linh mục. Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẩn cầu cho các linh mục là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh, những vị đang làm việc nơi đây vì danh Chúa và vì lợi ích các linh hồn, cũng như các vị đang miệt mài trong vùng đất chuyển giao xa xôi, những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ, nỗi buồn chán cô đơn và thân vong ê chề, những vị trẻ tuổi và già cả, những vị đau yếu và đang hâm hôi. Cách riêng chúng con nhớ đến những vị đã góp phần đào tạo chúng con,
và những vị đã cư hành bi tinh cho chúng con hướng nhờ. Xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ đó ơn Chúa được trao ban cho con người trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường, xin gìn giữ các linh mục gần thánh tâm Chúa và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúa phán cùng Maria Magdalena rằng: Hãy đi báo tin cho các anh em ta và bảo họ rằng: Ta lên cùng cha ta, cùng là cha các con, lên cùng Thiên Chúa ta, cùng là Thiên Chúa các con. Hiệp thông trong thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, cầu xin ơn tha tội cho toàn thế giới. Xin Chúa chữa lành bệnh và xin Chúa chữa lành bệnh tật hiểm nghèo, chữa lành đôi mắt. Xin cho công việc làm có được ổn định và xin cho được gia đình bình an. Xin ơn Chúa chữa lành. Cầu cho các linh hồn, cho linh hồn chị Hương mới qua đời, linh hồn Giuse mới qua đời, linh hồn Maria mới qua đời, các linh hồn Beatrice, Paulo, Trịnh Hảo, Phêrô, Phêrô Maria, Đa Minh, bốn linh hồn Maria, Anne, hai linh hồn An Tôn, Anne Maria, Anna, hai linh hồn Giuse, linh hồn Phaolô, Vincente, Gioan Bautista và linh hồn Maria Magdalena. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy thú nhận tội lỗi của chính bản thân mình và trước mặt Chúa, chúng ta hãy coi mình chỉ là những kẻ tầm thường và được ơn Chúa tha thứ. Còn chúng ta, bản thân mình thì chẳng có công trạng gì nếu Chúa không yêu thương tha thứ. Để noi gương thánh nữ Maria Magdalena mà chúng ta mừng kính hôm nay, người đã bước ra từ một đời sống tội lỗi để trở thành thánh nhân. Cũng vậy, nhờ ơn Chúa, chúng ta biết hối lỗi, biết nhìn lại mình để vượt qua những cám dỗ, những sự dữ, những tối tăm và những tội lỗi ở trần thế này, để chúng ta đạt tới hạnh phúc thiên đàng, bước vào cõi ánh sáng muôn đời với Chúa chúng ta theo gương của thánh nữ Maria Magdalena. Vậy giờ đây anh chị em hãy thành tâm cầu nguyện: Này xin ơn tha thứ, và chính mình cũng phải ăn năn thống hối thật lòng để đón nhận ơn tha thứ ấy. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng,
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chương tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha hằng hữu, Thánh nữ Maria Magdalena là người thứ nhất được con một Chúa giao cho sứ mạng loan tin mừng phục sinh. Nhờ lời Thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào nước trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bắt chúng ta. Chúng ta xét tính điều này là một người đã chết vì mọi người. Vậy mọi người đều đã chết, và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũng đã qua rồi. Vì đây mọi sự đều được trở nên mới. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi thao thân chạy kiếm Ngài. Linh hồn tôi khát khao, thế gian tôi mong đợi Chúa, như đơn heo khô khát mong mà không gặp nương. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhiên ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đang chuộng hơn mạng sông, miệng tôi sẽ sướng ca ngợi khen Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Tôi sẽ chung tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn tôi được no thỏa dường như mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cằm môi hoan hỷ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ nung trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn tôi ban thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Alleluia.
Alleluia. Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì trên đường. Tôi đã thấy mộ của Đức Kitô hằng sống và vinh quang của Đấng sống lại. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: tại sao bà khóc? Bà trả lời: người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi: Maria. Quay mặt lại, bà thưa người: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thánh nữ Maria Magdalena trở thành người thứ nhất lãnh nhận mầu nhiệm phục sinh, và cũng là người thứ nhất trong cả loài người được Chúa sai đi loan tin mừng phục sinh ấy. Khi thánh nữ mình chúng ta đọc trong tin mừng thì tưởng chừng như bất chợt thôi, đó là ngày Chúa Nhật, đầu ngày Chúa Nhật, lúc đó còn tờ mờ sáng, bởi vì mới ngày hôm qua, tức là ngày thứ bảy tuần thánh, đã liệm xác Chúa Giêsu và đã để xác người trong mộ, đã lấp cửa mộ lại bằng một phiến đá rõ ràng. Và sáng nay đầu ngày Chúa Nhật thì trong tin mừng coi, hay đúng hơn từ ngàn xưa Thánh Kinh coi ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần. Chính cái ngày thứ nhất ấy bà đã đi ra mộ để thăm xác Chúa, và có ý định sức dầu thơm lên xác của Chúa Giêsu mới được liệm ngày hôm qua thôi. Nhưng không ngờ bà đã không còn thấy xác Chúa trong mộ nữa, mà bù lại những khăn vải còn nằm trong mộ được quấn lại kỹ càng. Đồng thời, như câu chuyện chúng ta vừa nghe, thánh nữ Maria Magdalena còn thấy có cả thiên thần
thiên thần ngồi ở bên chân hoặc bên đầu những cái nơi mà trước đây đã đặt xác Chúa Giêsu, tức là thánh nữ Maria Magdalena nhớ rõ ràng đằng nào là đằng đầu, đằng nào là đằng chân, cho nên bà mới nghĩ ra trong đầu hết sức rõ ràng khi thấy hai thiên thần thì bà nói ngay một người ngồi ở đằng đầu, một người ngồi ở đằng chân, bà phân biệt, nghĩa là trong mắt của Magdalena không hề là quán gà, không hề là tưởng tượng, không hề đang sống ở một thế giới nào trong lúc mà nhớ thương thầy quá rồi dễ ảo tưởng, không, mà bà đang nhớ đích xác, xác chính xác rõ ràng, đấy là ngôi mộ đặt xác thầy, đấy là đàn đầu, đấy là đàn chân, đấy là các khăn vải đã liệm thầy, vân vân. Để rồi cuối cùng bà nhìn thấy Chúa và lời sai đi của Chúa dành cho một người nữ đầu tiên. Người nữ bước ra từ thân phận tội lỗi, vì trước đây Maria Magdalena bị mang tiếng là phường tội lỗi, mang tiếng là một nữ gái điếm, và đã trở về, đã trở lại cùng Chúa. Nhớ lại cách đây không lâu, bà đã từng đập vỡ cả một bình dầu thơm hảo hạng để xức chân Chúa Giêsu, đến nỗi mùi dầu thơm đã sực nứt cả căn phòng tiệc mà người Do Thái, cái ông biệt phái đã mời Chúa tới nhà. Và cái bình dầu thơm quý giá đến nỗi ông Giuđa cũng phải lên tiếng, sao không bán nó để lấy tiền cho người nghèo mà lại đập vỡ chỉ vì sức chân của Chúa Giêsu. Ngày hôm ấy chúng ta nhớ lại Chúa đã bảo rằng: các ngươi không biết rằng ta sẽ không còn ở với các ngươi, và người phụ nữ này đã làm điều là dấu chỉ trong ngày liệm xác ta sao? Chắc có lẽ lúc đó các môn đệ của Chúa không hiểu gì, nhưng giờ đây thì đấy là hiện thực. Khi bà cầm bình dầu thơm, Thánh Gioan không diễn tả rằng bình dầu thơm hôm nay có phải là hảo hạng, có phải là khi đổ ra thì sực nước mùi cho cả cái căn mộ đang đặt Chúa nằm trong đó không. Thế nhưng chắc chắn với con người đã yêu mến thầy mình, biết bao nhiêu người đàn ông đi qua đời mình mà họ giày xéo, họ chà đạp trên thân xác mình để chỉ vì cái niềm vui riêng của họ, niềm vui nhục dục của họ, mà bản thân bà bao nhiêu năm như một người nô lệ cho một thứ lạm dụng khốn nạn ở trong cuộc đời này. Khi người ta nghĩ đến bản thân, người ta muốn hưởng thụ bản thân, người ta muốn vui trên chính, muốn có niềm vui nơi chính bản thân mình, muốn thỏa mãn cái sự dục tính ở trên bản thân mình, thì cũng đồng thời người ta giày vò thân xác của kẻ khác, người ta coi thân xác của kẻ khác là một món đồ chơi để họ thỏa mãn chính họ. Thì lạ thay, một vị thầy, một người đàn ông thánh thiện đi qua đời mình không giống như tất cả những thằng đàn ông khác, bà đã ghi nhận nơi Chúa một con người lạ lùng lắm, để đến nỗi bà phải ôm lấy chân Chúa, bà không lý luận được, không nói được, không thốt lên được, không chứng minh cho ai thấy được. Tình khoan dung, lạy lòng nhân hậu và sự tha thứ, sự mềm mại, sự gần gũi của Chúa. Chắc chắn lúc bấy giờ, khi từ vũng bùn tội lỗi bà nhìn thấy hào quang của tình thương, của sự gần gũi mà Chúa Giêsu trao cho bà, chắc bà không hề nhìn thấy đó là hình ảnh của đấng cứu thế đến với mình đâu. Bà chỉ biết là đây là một người thầy lạ lắm, khác hơn hết với mọi người, người đàn ông thứ nhất trên tất cả mọi người. Thì giờ đây con người ấy là Chúa của bà, đang sai bà ra đi,
đang cho bà là người đầu tiên ưu ái cho bà như một hồng ân lớn lao, người đầu tiên sau khi người sống lại được nhìn thấy Chúa phục sinh, được nhìn thấy Chúa trong huy hoàng, trong sự rực rỡ của ơn phục sinh, để rồi Chúa cất lời: con hãy về báo tin cho các môn đệ của ta hay, con hãy đi loan tin mừng phục sinh cho các môn đệ của ta hay. Chúa Giêsu đã ưu ái cho một người phụ nữ không phải tự nhiên mà Chúa làm thế. Chúa thấy nơi con người này, Chúa thấy nơi lòng dạ của con người này hơn tất cả những người khác, mặc dù đã nhầy nhụa trong tội lỗi. Chưa chắc khi con người ta phạm tội thì lòng người ta xấu, mà cũng chưa chắc khi con người ta ai nhìn vào cũng thấy tưởng chừng như đang chu chu chấm chấm, đang đẹp, đang có một vẻ hào quang nào đó, lại là con người tốt. Đời ở đời không chắc, không ai chắc được cả. Chưa thấy kẻ mặc áo trắng mà lòng không đen, mà chưa thấy kẻ mặc áo đen lòng lại không trắng. Chúng ta không thể đánh giá được, chỉ một mình Chúa nhìn ra tâm hồn của con người mà thôi. Vậy cho nên Chúa đã nhìn thấy nơi người đàn bà đã từng bước ra từ vũng bùn tội lỗi là một tâm hồn thánh nhân, chứ không phải là một con người tội lỗi nữa. Tội lỗi chỉ vì những giây phút, nông nổi nào đó bà đã rơi vào con đường xấu, nhưng bà vẫn là một bản tính tốt, vẫn là từ nguyên vẹn một con người tốt. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta hai điều. Thứ nhất, nhìn người khác đừng khinh miệt, đừng đánh giá anh chị em khi thấy anh chị em trước mắt mình là những điều ê chề, khó chịu. Nhưng cũng không phải đánh giá anh chị em khi họ đến với mình với những hào quang sáng lạng bên ngoài nào đó, mà là chúng ta cần phải lưu tâm hơn đến tinh thần, đến tâm hồn. Mà đến tâm hồn của con người thì khó mà nhìn thấy. Để chúng ta đừng đánh giá ai vội vàng, đừng lên án ai vội vàng, đừng xét đoán ai vội vàng. Vì đã có lần Chúa bảo ai xét đoán sẽ bị xét đoán. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta có được một cái nhìn trân trọng với hết tất cả mọi người. Thứ hai, ai cũng có tội cả. May mà chúng ta được ơn Chúa tha thứ, may mà chúng ta có khi có tội mà còn lấp được, còn phạm ở ban đêm không ai nhìn thấy. Chứ còn những người như bà Maria Magdalena phạm tội đi với người đàn ông này với người đàn ông khác thì người ta nhìn thấy. Biết đâu có những con người không phạm tội này phạm tội khác, chúng ta phạm tội cả một đời nhưng may mà không ai nhìn thấy thì sao? Đâu phải vì thế mà ta sạch tội và chân nhận. Chúng ta xin Chúa ban cho mình sự chân nhận rõ ràng con người mình, để chúng ta hướng thiện, để chúng ta trở về với Chúa, để chúng ta đứng lên trên chính hoàn cảnh tội lỗi của mình. Dẫu có thể tội mình đã bị phát hiện hay tội mình vẫn còn trong bí mật, càng bí mật bao nhiêu thì càng trở về với Chúa nhanh chóng bao nhiêu, để đừng có vỡ bí mật ấy, để chúng ta thuộc về Chúa hơn. Xin Chúa đấng đã sai người nữ gốc tội lỗi nhưng nay đã trở nên thánh thiện ra đi, trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh, người cũng hãy ban cho chúng ta trở thành những môn đệ của Chúa, sống mầu nhiệm phục sinh để loan báo niềm vui phục sinh cho anh chị em bằng chính đời sống từng ngày của chúng ta, với sự sống tốt, với sự sống cố gắng nỗ lực và bác ái vẹn toàn. Chúng ta sẽ là những chứng nhân cho đấng phục sinh của mình. Thank you.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày lễ kính Thánh nữ Maria Magdalena, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận, như xưa Đức Kitô phục sinh đã đoái thương chấp nhận lòng kính mến nhiệt thành của Thánh nữ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh, và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng. Nhờ sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng, và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với Thiên Thần và Tổng lãnh Thiên Thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tùng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyên nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các
con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Maria, Petri, Phaolô, Phêrô, Phêrô Maria, Đa-minh Maria, Anne Maria, Maria, Anton, Anna, Anne, Vincente, Joan, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cư vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Tình yêu Chúa Kitô thung banh chúng ta, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thân, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ương ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thần đường, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con căn thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ôm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào các mầu nhiệm thánh, xin tuôn đổ vào lòng chúng con tình yêu nồng nàn và bền bỉ. Xưa đã liên kết thánh nữ Maria Magdalena với thầy chí thánh là Đức Kitô Con Một Chúa, đấng hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Thưa anh chị em, ngày Chúa Nhật sắp tới đây, Chúa Nhật 25 Tây, Đức Thánh Cha ấn định tuyên bố là ngày quốc tế người già, để trọng kính ông bà nội ngoại trong gia đình. Cho nên Đức Thánh Cha rộng rãi ban ơn toàn xá cho những ai có những hoạt động thuộc về lãnh vực thánh trong ngày 25, ngày quốc tế người lớn tuổi lần thứ nhất trong giáo hội. Và dựa trên chính tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, cũng như dựa trên chính hướng dẫn của Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh, tôi ấn định các thánh lễ trong ngày Chúa Nhật của ngày 25 Tây sắp tới đây, ai tham dự với những điều kiện như hiến dâng đau khổ của mình và thầm thì cầu nguyện những lời cầu nguyện cần thiết trong suốt thời gian diễn ra thánh lễ, tham dự thánh lễ dù là trực tuyến nhưng tham dự một cách sốt sắng. Đồng thời chúng ta thù ghét tội lỗi, quyết tâm ăn năn thống hối, chừa bỏ thói hư tật xấu, và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng sẽ coi như là điều kiện để chúng ta lãnh ơn toàn xá. Dĩ nhiên dù ngày Chúa Nhật của giáo xứ chúng ta có tới 3 thánh lễ, nhưng ai tham dự thánh lễ thì chỉ được hưởng một ơn toàn xá theo ý của Đức Giáo Hoàng, chứ không phải là một ngày đi 3 lần lễ là đủ cả 3 ơn toàn xá. Không, trong một ngày dù anh chị em tham dự 1 hay cả 3 thánh lễ đều nhận một ơn toàn xá. Và kính chúc tất cả chúng ta với điều kiện của hoàn cảnh Việt Nam hiện tại, bệnh dịch khó khăn, các nhà thờ đóng cửa hết, anh chị em tham dự thánh lễ qua những phương tiện truyền thông được sốt sắng, được nhiều ơn Chúa và lãnh nhận kho tàng ơn thánh mà Hội Thánh rộng rãi trao ban cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Những thông tin về việc lãnh nhận ơn toàn xá, và đặc biệt lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật 25 Tây tại các thánh lễ của Giáo xứ Thánh Tuân, tôi có đăng ở các trang Facebook Giáo xứ Thánh Tuân và Linh mục GB Nguyễn Minh Hùng. Chúng ta có thể vào các trang Facebook ấy để xem cho nó tường tận hơn, rõ ràng hơn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin tham vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhân,
là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tôn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.